Chào mọi người nha, bữa nay mình đi mua con cá này. Tìm con này mới bơi. Chú có thể hơi mất sạch sẽ. Không cần mà sạch sẽ, chả không cần mà sạch sẽ. Không cần. Trời ơi, nó dậy. Dậy vợ. Hai em. Xương cá. Này con lươn lúc nãy nè, cá chình. Chắc chắn dĩa gỏi của chúng ta rất là ngon luôn. Mình ăn kèm với tỏi ngâm, gừng hồng ngâm, đậu tương, nước tương wasabi, tương ớt chấm hải sản sống. Rồi một dĩa rau đủ loại nha. Dĩa rau này là đủ loại nha mọi người. Rồi mọi người một sức mà ăn. Với lại bên đây là do anh chị Tư Kiên Giang không ăn được đồ sống nên là ăn hồng với lụ với quýt nha. Mời mọi người cùng ăn gỏi cá sống. đúng rồi mẹ dạ rồi mẹ Tư xe ăn đi mẹ Tư, ăn gỏi cá sống đi mẹ Tư. Ủa đấy mà thấy đâu bà xưa ăn nhiều nhiều rồi bà xưa nhiều lắm. Nhiều buồn kiệt trắng hú của con thua ta đi nè. Nè đây là con cá cái khoảng ơ con kia khoảng ơ. Nè mình sẽ bỏ một miếng wasabi vô trong nước tương nha. Gỏi cá chích. Cái này bên hàng gọi là con lươn biển nhưng mà đây là gỏi cá chích. Mà bên Việt Nam mình gọi là cá chích. Còn đây là con cá mặt... con cá gì quên tên? Cá mặt quỷ. Không phải. Hay quá. Nè. Con cá mặt gì mà... Ấy, ấy ăn. Thôi, ăn đi nhiều nhiều đi, ngon đó. Mà ăn cái nào quá. Nè, ăn trái cây. À, thế ăn tư xin à? Nè. Ngon. À, có lẽ một cái trái cho một cái thải lục thì mà chân gì nè. À, bà Xu không ăn gỏi cá sống hàng chi, bà chuẩn bị trái cây đồ dữ ha. À, gì, vô có ấm không cho anh đến đè. Này, gai gói gì ăn sao cho bà ngon lắm. Ăn thử miếng này mình làm một miếng gừng. À, tại không quen thôi chứ ngon mà. Rồi cá chích. Ngon thì nè, làm miếng ngon nè. Nè. Không, ăn đi. Ngon mà, sống hả? Nhưng mà lại ăn đã xin ạ. Ngon. Ngon mà. Ngon, ăn nhiều nhiều đi. Hai mẹ con làm hết dĩa đó rồi no luôn đây. Chấm vô wasabi. Ngon mẹ ơi. Đặc sản của người Hàn ta đó. Cái này mới đầu mẹ ăn có thể không quen. Nhưng mà mẹ ăn tiền chục lần là mẹ ghiền à. Vậy sao? Nhận vô đây miếng à. Ăn nắng chanh vô. Dâu với bà chậm đâu hợp dữ. Riêu quế kìa. Chai mát chi. Mến đi qua siêu mùi niềm. Muốn lên đây sẽ chọn mình. Dâu với bà chồng làm gì cũng hợp chứ. Phái đi du lịch hợp tính nha rồi. Sở thích ăn uống cũng giống nhau. Mình hợp nhau tới như vậy. Ăn chanh vô cho nó ngon, chua chua. Ừ.
Trời, con nói thiệt với mẹ, ai mà không ăn gỏi cá sống mà nhìn thấy mẹ chồng con ăn cũng ghiền chứ đừng nói. Nhìn mẹ chồng tiếng ăn rất là ngon ha mọi người ha. À, hay cho cái mâm vô được chứ làm không nào. Bà cũng làm miếng đi bà, chứ sao bà không ăn miếng nào chứ vậy? Tươi ngon, ngọt. Hai tuần một chút con sẵn mà cho chị tiền nè. Dạ. Cho ăn miếng mà mình kìa. Bà số thường ăn đồ luộc, đồ chín thôi mà ha. Không có đồ sống à. Ngon. Sống là chúng hệ của bà xui. Ăn thử miếng này đi. Mai mua vé cho Việt Nam ăn Tết liền. Không, bây giờ về ở lại cũng không ăn. Dù có đi sao cả dù có rồi. Mẹ chồng con ăn cặp miếng gừng rồi. Ngọt ha. Không, tôi xào nó không thể đúng rồi. Ăn cái hồng. Ừ, nó ngon quá. Tấn cầm mà thích chưa? Mẹ mẹ chồng tiên nói nhiều được rồi. Ngon quá hả? Mẹ chấm như vậy. Ngon quá hả? Ớt ăn đầu tư. Cái mẹ chấm gì vậy? Sopri. Người Hàn họ rất là thích ăn hải sản sống mình trộn cơm như này mọi người. Cái cơm xong rồi cá sống, xong rồi tương ớt chấm của họ như gạo sống. Dạ, yêu hôm của nuôi dòng một sao đứa chứ chị gật chè, cái ứng dụng ở đây thì gật chè. Mình dòng nó ăn sống này ha, lá mặt dữ lắm luôn, nên là phải thể dục. Ngon. Arimashi. Cái vị này mới đúng vị nè. Tiên là tiên quái gói ăn. Ngon. Ngon. Ôi trời, cái yêu xong mất người tôi trời hả? Mẹ chồng tiên kêu tiên ăn thử rồi. Arimashi. Tiên quái gói lắm. Ông mà hắn chút cái cho bà cả. Cho bà Xuân muỗng nè. Phải chạy Việt Nam luôn ạ. Hè nữa là mùi mà xịt ạ. Ớt không coi coi. Ớt này không cay mọi người ơi, ăn như dưa leo vậy. Giòn. Ớt ăn sống mà. Cái chất đỏ thì ăn cái đi biết, má nhìn không ra liền. Cắn như một cái thì biết. Ê, mình đẹp nước miếng. Ăn gỏi Hàn Quốc mà uống nước miếng Việt Nam nha quý vị. Ngọt thanh thao vậy. Ngọt đậm đà luôn á. Hay ôi bác cái chùm nữa nè. Dạ gần hết tô. Ông thầm biết. Để anh ta thấy ăn mà. Ngồi ngó ăn chừng nha. Nếu anh ta mà em ra một hết rất sai thì nè, sao tôi một mục của đó. Ai mì mua hết tung tập bếp nam mà mùa nào? Mama mọi người, nhà sáng. Bếp nam mẹ tôi mùa mì mùa hết
잘 먹지 않나요? 맨날. 한국 미문이 있다. mình ăn hỏi bên Việt Nam có ăn gỏi cá nước ngọt không? Cá sông ăn gỏi á. Mimu có sáng sớm là có nối đi ăn người có sáng mừng người đó. Có người ta ăn được á. Mà thường là ở miền Tây cá với sông là toàn ăn để chiên nướng xào nấu không à, nấu canh rồi kho rồi không ít khi ăn gỏi á. Nó có ăn có tôm tái chanh á. Tôm thì có ăn, tôm thì người ta có ăn sống là sao mấy chanh này ăn nhiều hơn. Cá thì chưa thấy. Vậy là tôm cái gì mà tôm cái gì? Đặt cái gì lắc xỉu vậy. Cái gì mà tôm tái chanh nó thì gọi là gì? Không biết. Có ăn sống nhiều đâu biết cái tôm á. Ta gọi ăn sống là gì? Bạc xỉu hả? Không phải. Tài xỉu hả? Tài xỉu là bún bài hả? Cái gì xì xì gì lắc bia gì vậy? Lắc xê. Gặp qua tài xỉu. Thì nhớ cái gì mà nó lắc lắc đó mọi người. Thì nó cũng lắc. Thì lắc thì nó mới ra tài xỉu được đúng không? Mắc cười quá. Không, con cũng nhớ mà. Con nhớ rõ ràng là cái gì mà liên quan tới tài xỉu đó. Thì nó phải có lắc xê thì nó mới ra tài xỉu được. Mày chồng thì không biết chuyện gì. À, Việt Nam mẹ xe ủ hê mọi người ít muốn gì kéo anh ra chứ rồi. Xe ủ hê nó mình nói là mà cả. Ở bản giờ là tôm sống tạm nhiều lắm. Nên mà xe số mạnh nhưng mà cá. Cái này cũng mà mình nhau rồi. Bé không? Ít lắm. Cảm ơn. Vừa hôm mình ăn tôm sống mày có ăn đâu? Cũng có ăn hai ba con. Tôm sống thì người ta thấy trái ngầm ẩm không? Nhỏ nó không ăn nhiều lắm. Nhưng mà cá thì không thấy. Nè bụi đi chỉ ba ngày nè. Xinh xíu mà đi mọc rồi. Tại vì bà anh ta nuôi tôm nhiều quá. Bây giờ mà xíu mà đi kiếu cho này. Ừ, 원래 어릴 때부터 바닷가 살았기 때문에 해를 좋아해요. 요즘에 해 문제 너무 오래됐네 그러고 보니까. 근데 chồng tiên từ nhỏ tới lớn là dân vùng biển nên là phải ăn gỏi. Mấy tay rồi ta. Lâu lắm rồi mình em ăn lại ăn gỏi rồi hả mọi người. Hình ý lên tên rồi thật ra. Thế ăn mừng chưa. Nữa mà bà xui có gì bà ăn chơi á. Dẫn đi chỗ sổ tôm á. Người ta ăn cơm sống bà xui hú hồn. Ông Nguyên mà bà xui nói mà nổ lô xí tê. Xíu xù hát khá nâng tệ. Cái điều cải kè. Cái tên này xanh xô mà anh mọi người. Cái này là chá bụi ăn gắt kìa. Mà tôi không bắt đâu bà ơi, chá bụi. Đi chơi thôi chứ mà sao nổi. Ông Minh muốn nét ra coi gì. Mẹ xuống mà ở dưới luôn, không phải kéo lên nổi luôn á. Ông Minh cứ nét ra coi mình mổ ra coi rồi, kỳ sốc ít xơi rồi. Cái này có chút bắt cháu ổn lộn mà. Cái vuông nó lúng lắm. Xuống đó là hết lên được luôn. Cứ kéo ra cho mà hát được ít tăng chỗ nào. Sao kéo ra được đây. Cứ gì vậy? Thả tua trên sao đam vậy? Ý tâm bà con gái có. Mẹ hỏi là ở đó ý tâm bà con sao đam thì có. Ngày làm nhiêu có trả tiền không? Ta bản là như mấy người ta sổ tôm, ta sổ dần công. Dần dần công? Người này lựa cho người kia, rồi vài bữa kia lựa lại. Thả cách chi siêu khiêu nịch càm. Ý sao đam số khai tên là thả tua chú gồ. Ờ chứ sao số khai tên là thả tua chú gồ cái đề. Nãy là nó nè, còn mua xin mới tiếp tục hạ thì cái này nè. Người này nuôi rồi mượn làm. Làm dần công á mọi người. Mày một kiểu cùng nhau làm nó nuôi tôm á. Bé gà bây giờ mình tạo một cái này bé gà mình cứ ta. Tôm tái chanh á, ngâm trong cái nước chanh nó tái, cái đỏ chín đỏ luôn á. Xong cái mình chấm vô cái nước muối ớt của những người đã làm ngon lắm mọi người.
Nói chung là người ta tân chân, người ta nuôi tôm, người ta làm nước chấm tôm bạc xỉu, tôm lắc xê, tôm tá chanh nó ngon lắm. Ăn ngon lắm mọi người. Làm sao mà ăn ngon được kìa. Quá thật bèo bùi là. Ôi nó quá mọi người. Hai mẹ con thì ăn nhiều lắm chứ. Ăn hai, còn như đây thôi, mình để từ từ ăn sau nha. Cảm ơn mọi người đã xem video của Tiên. Đăng ký nhấn chuông, like và comment ủng hộ cho kênh Diệu Anh TV và trang Facebook Bẩm Thiệt Kiều Tiên. Tạm biệt mọi người. Còn như đây